mấy con đài này nè, con đài có telephuken này, giác cô đây mình có một cái lo là lo của Đức luôn này. Này làm thủ công nha, nhưng mà nó có một cái anh em à, tay nó dán lại này thôi. Đây nè. Lo nha. Lo mấy cáo rồi. Ngày bát đó coi, bát chứ 40 anh em à. 40 35 40 đó đo lại nha. Này RVC cố. Này thứ 6 lo nha nè. Làm cô đó mà dưới có sàn xuôi điều nờ cũng có nha. Đây có em đi căn phương xíu hoài mấy mối này nó có một cái đài này có lo vi tính này, nó có cục sấp này nha, Logitech sạp ba này, mấy con bán dẫn này cũng nhiều nha nè, con này nó bị mất nút rồi. Mixer này, Akai này, không? Âm ly đua này, không? Sắp rồi. Telephuken, Technics, này nó còn nguyên cái băng của nó luôn này, không?